Trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Ý diễn ra lúc 2 giờ ngày 12 tháng 7. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Anh đã tràn lên tấn công với ý định đánh phủ đầu và họ sớm có được thành quả. Phút thứ hai, từ pha mở bóng sang biên phải của Harry Kane, Chippier có đường chuyển như đặt vào góc xa khung thành tuyển Ý để lúc so vô lê tung lưới Donnarumma. Có bàn dẫn, anh lui về chơi phòng ngự phản công trong khi người Ý buộc phải dâng cao tìm kiếm cơ hội san bằng cách biệt toan tính của hai bên khiến trận đấu trở nên rằng co. Nhưng không có quá nhiều tình huống đáng chú ý, tuyển Anh tỏ ra nguy hiểm với những đường lên bóng ở cánh phải, tuy nhiên kịch bản của bàn mở tỷ số không lặp lại. Bên kia chiến tuyến, ý cầm bóng nhiều hơn nhưng tỏ ra bế tắc trước hàng thủ nhiều lớp mà đối thủ răng ra. Suốt hiệp 1, tình huống đáng chú ý nhất mà ý tạo ra là pha đi bóng và dứt điểm chạy cột dọc ở phút 35. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1, không nghiêng về tuyển Anh. Trận chung kết Euro 2020 giữa Ý và Anh diễn ra kịch tính sang hiệp 2. Ý vẫn là đội chủ động chơi tấn công nhưng các cầu thủ áo xanh vẫn gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ nhiều lớp bên phía đội chủ nhà và phải trông chờ nhiều vào khả năng đi bóng của Chiesa. Phút 62, từ một tình huống như vậy, Chiesa dứt điểm tốt trong vòng cấm nhưng Pickford đã đổ người cản phá thành công. Đúng thời điểm bế tắc nhất, người Ý lại bất ngờ có bàn gỡ. Phút 67, từ quả phạt góc bên cánh phải, Verratti đánh đầu buộc Pickford cản phá nhưng Bonucci đã đá bồi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hưng phấn sau bàn gỡ, các cầu thủ xứ mì ống tạo ra sức ép liên tục lên phần sân đội bóng áo trắng. Đáng tiếc, Berardi và đồng đội không thể cụ thể hóa sức ép. Hòa nhau sau 90 phút chính thức, anh và Ý buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. 30 phút hiệp phụ tiếp tục chứng kiến sự rằng co mà không có bàn thắng nào được ghi thêm, hai đội buộc phải đá luân lưu để tìm ra nhà vô địch. Trên chấm 11 mét, ý tỏ ra bản lĩnh hơn để giành thắng lợi với tỷ số 3, 2. Qua đó lên ngôi vô địch Euro 2020 đầy xứng đáng. Kết quả ý vs Anh, 1-1 Pen 3, 2 cầu thủ ghi bàn, Bonucci 67 bộ lúc so 2 bộ đội hình ra sân, Anh 3-4-3, Jordan Pickford, Kai Walker, John Stone, Harry Maguire, lúc so, Kevin Phillips, Declan Rice, Kieran Trippier, Mason Mount, Raheem Sterling, Harry Kane. Ý 4, 3, 3, Gianluigi Donnarumma, Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson, Nicolo Barella, Giorgio, Marco Verratti, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Thống kê sau trận Ý vs Anh, Thanh Huyền to view this video please enable JavaScript and consider upgrading to a web browser that support HTML 5 video lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Ngãi vừa phát hiện, xử lý nhóm đua xe trái phép hội đam mê ngày thứ Bảy trong đêm giữa tâm dịch COVID-19.